Dạ, Tuyên xin cảm ơn quý vị, cô bác, anh chị đã ủng hộ cái chương trình phóng sanh của Tuyên. Những bạn đang coi video ủng hộ, cảm ơn rất là nhiều. Xin hãy để lại một like để đó là cái công đức mà quý vị đã san sẻ những cái hành động tích cực cho thiên nhiên động vật.